phóng hoa. Phóng hoa thì gia đình mình uống á, nó mát gan, với lại giải độc gan. Cái này ban đêm uống thì nó rất là dễ ngủ. Phấn hoa. Dạ, phấn hoa. Không ngồi đi, ăn cái này ngon cực kỳ. Uống là hoa nhãn nào ăn ngon. Hay là bất kỳ hoa bất kỳ. Dạ, hoa nhãn chứ sao. Thỉnh thoảng mới có hoa khác vào thôi. Tại vì tụi con đặt cái một ông ở dưới cái ốc kia. Thế nhưng mà cái phấn này là mình làm sao để thu hoạch? Để thu nó. Tụi con ông nó xe từ đến hoa, nó mang về tổ. Trong tổ tụi con có miếng lưới. Nhưng mà nó bay vô nó sẽ không kịp. Nó bay lọt qua miếng lưới. À, đây là thế là cái trà đó là trà xanh thôi đúng không bạn? Dạ chị, cái này trà lá dứa chị. Lá dứa. Dạ, lá dứa chính là lá. Là cái là nếp. Dạ. Nó không hồi ông hả? Xem cái lá dứa. Lá dứa thì có thể là cô đi bên đường cô thấy bây giờ ở đây thì con không có bé bé xíu xíu. Nó dẹp. Nó dài mà nó dài á. Ở miền Bắc rồi là lá nếp thôi chứ. Đúng không? Thì đúng rồi. Con ngồi đi. Dạ con không ngồi. Cho nên mình thấy điều lên hết cho tan mặt ông mình nó. Con tên gì? Dạ con tên Nhiên. Nhiên. Đây là Huy Hoàng, ở đây là Hạnh Nhiên. Đây hôm nay đi về miền Tây đã bơi xuồng bỏ nhà.
dầm nè. Cái này là xuồng ba lá, bây giờ nó thành bảy lá rồi. Ba lá là ngồi là nó chìm đó. Để nó hả ra nó táp vô cái gì đừng giật. Trời ơi, nó hả ra cái nó táp cái nữa cái mình giật ra. Chứ mình giật cái đất luôn á. Cái kinh nghiệm mà. Nó hả ra nó làm cái bóp dây. Để xuống nào lấy gì nó ăn. Để xuống cho nó ăn nhưng mà đều nó ăn rồi đi. Mình để nó hả họng nó táp bên thứ hai nó nuốt vô á. Là cái mình rút ra. Mình thấy là khỏi cái gáo dừa. Mình để vào là đường nha. Nếu mà hương đậu phộng mình để đậu phộng, hương lá dứa để lá dứa, sầu riêng để sầu riêng, hương gì để cái vị đó. Khuấy 45 phút trên lửa. 45 phút trên lửa xong em qua đây nữa. Và để nguội một tí xíu người ta sẽ định hình dáng mà thái cho mình xem. Mình có thể dùng thử kẹo dừa mới ra lò. Đây gia đình mình dùng thử kẹo dừa đi ạ. À. Ăn thử này, ngon cực. Ăn thử, ăn thử. Kẹo dừa mới ra lò. Kẹo dừa á. Cái dầu dừa thì họ ép theo kiểu gì? Dạ, dầu dừa thì có thể là ngon quá, nước quá. Dạ đúng rồi, nếu như họ ép bằng máy, người ta có máy kỹ thuật như thế này thì ép nó ra trực tiếp thì cái dầu dừa nó sẽ không phải là màu vàng. Còn nếu như chúng ta thắng từ cái cơm dừa đó thì nước dừa nó màu vàng. Thì cái nước dừa màu vàng đó là mình sẽ dùng chiên xào nấu nướng được. Còn ép bằng máy thủ công qua bằng công nghệ á thì đồ dùng để dưỡng da dưỡng tóc thôi. Còn cái nước màu vàng là bên kia mình có thể là mình chiên xào nấu nướng được. Dạ, bên này thì có bài bán những cái sản phẩm từ dừa. Nhưng mà coi lỡ quên bóc lên nấm gì vậy.